Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ cập nhật lại một dự án nhận tóc cần hoodie nha các bạn. Thì bạn nào trước kia đã có làm dự án này thì các bạn làm tiếp tục nha các bạn. Hiện tại chương trình AirDrop này vẫn còn làm được, còn 19 ngày nữa sẽ end nha các bạn. Thì hiện tại nó sẽ mở ra hai chức năng nữa là cho tất cả các bạn kiếm tóc cần hoodie thêm nha các bạn. Là một nhiệm vụ cho anh vào kênh Telegram group và update profile nha các bạn. Thì các bạn hiện tại mình đã nhận được 226 kim cương, tổng trị giá là 83 đô tóc cần hoodie các bạn, được 83 đô. Thì cái này dự kiến thôi các bạn. Rồi các bạn để kiếm thêm tóc cần thì các bạn join vào AirDrop nữa nè. Đây, join vào kênh Telegram đó nè. Rồi các bạn mở Telegram ra các bạn. Rồi các bạn bấm join vào nè các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên các bạn. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh bot đó nè. Món sẽ tắt tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn cũng copy cái tag này các bạn. Cái mã này nè. Rồi các bạn bắt đắp lại. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn bấm vào confit. Ok, mình đã nhận được 200 tóc cần 200 kim cương nữa các bạn. Kim cương này nó có sẽ quy đổi ra tóc cần hoodie nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn update profile nè, các bạn nhấp vào nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một clip này các bạn. Các bạn chỉnh sửa profile sang cá nhân của tất cả các bạn rồi. Nem ngày sáng năm sinh này gì ta? Birthday. Này cộng gì ta? One. Đang dịch ra các bạn. Rồi các bạn không chỉnh thì bạn bấm vào confirm luôn các bạn. No full. Nó kêu mình cập nhật mới được rồi. Mình không cập nhật không được các bạn ơi. Rồi các bạn bấm vào thêm vào ví dụ trường học, các bạn bấm vào thêm. Đây sẽ không dịch qua tiếng Việt, trời. Cái trường đại học học vấn này không thành vấn đề, các bạn chọn trường nào cũng được chứ mà. Chọn thi đại các bạn. Rồi, tình trạng hôn nhân này. Các bạn chọn đại luôn các bạn. Thành viên gia đình nè. One. Các thành viên được thiết lập. Thêm vào quân đội. Rồi các bạn chọn đại vào nha các bạn. Tình trạng làm việc nè. Nghề nghiệp nè. Thì các bạn chọn đại luôn đi các bạn. Không sao đâu cả chứ các bạn. Rồi đây thì thu nhập nè. Các bạn thu nhập từ 0 đến 10.000 đô nữa. Mình 10 từ ngàn đến 20.000 đô nữa. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Các bạn bấm vào confirm nè. Ok, vậy là các bạn đã nhận thêm được 300 tóc cần nữa các bạn. Tóc cần này nó sẽ cập nhật sau nha các bạn. Ok, vậy mình đã cập nhật dự án nhận tóc cần hoodie cho các bạn. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.